chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính như sau. Tập huấn luật an ninh mạng. Tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính thành phố Bảo Lộc năm 2018. Đảng ủy phường 1 tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đầu tháng 10 đến nay, Bảo Lộc phát sinh 20 trường hợp mắc tay chân miệng. Phần cuối chương trình là phóng sự Phụ nữ Lộc Châu giúp nhau phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 10 tại Hội Trường A, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị phổ biến luật an ninh mạng cho báo cáo viên các địa bàn, thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và huyện Di Linh. Luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại hội nghị, khoảng 100 đại biểu là thành viên Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, báo cáo viên, lãnh đạo, chuyên viên phòng tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch cấp huyện và xã thuộc địa bàn các huyện thành, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc đã được nghe phổ biến các nội dung, ý nghĩa và mục tiêu của luật an ninh mạng. Theo đó, luật an ninh mạng là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nhằm phòng chống tấn công mạng. Hội nghị cũng nhằm tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội về luật an ninh mạng trên báo chí, mạng viễn thông, mạng xã hội phải đảm bảo thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời để nhân dân hiểu rõ, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có thông tin bình luận phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch nội dung luật an ninh mạng, kích động tụ tập đông người, tuần hành gây rối, an ninh trật tự, bạo loạn và chống phá đảng nhà nước trên báo chí, mạng xã hội, v.v. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2018. Ông Đoàn Kim Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tới dự. Trải qua 2 tháng của vòng thi sơ khảo, từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 219 bài dự thi từ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban dân thành phố. Nội dung các bài dự thi xoay quanh nghị quyết số 30C của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, quyết định số 225 của Chính phủ về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, luật số 22 của Quốc hội khóa 12 về ban hành luật cán bộ công chức, quyết định số 2827 của Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cũng như giải pháp về công tác cải cách hành chính dưới hình thức viết tay hoặc đánh máy. Sau khi trải qua vòng chung khảo, ban tổ chức đã tiến hành phân chia 13 cặp giám khảo để chấm 219 bài dự thi theo đáp án của Sở Nội vụ. Mỗi bài dự thi được 2 giám khảo chấm độc lập, theo thang điểm 100, sau đó thống nhất điểm bằng cách cộng điểm của 2 ban giám khảo rồi chia đôi để lấy kết quả. Sau khi có kết quả cuộc thi, ban tổ chức đã tiến hành trao giải nhất cho bà Vũ Thị Hồng Hà thuộc đơn vị phòng nội vụ. Giải nhì thuộc về bà Nguyễn Thị Bích Thảo thuộc đơn vị văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Hai giải ba thuộc về bà Trịnh Thị Quỳnh thuộc phòng lao động thương binh xã hội và Nguyễn Thị Thái Bình thuộc Ủy ban dân phường 2 và 16 giải khuyến khích. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, thành phố về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng cũng như chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh, thành phố về cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như tìm ra và chọn lọc những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp hữu ích, thiết thực, góp phần vào việc định hướng, áp dụng trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng. Sáng ngày 17 tháng 10, Đảng ủy phường 1 đã tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã tới dự.
với sự tham gia của 15 thí sinh là đảng viên, công chức, viên chức thuộc đảng bộ phường 1, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, các thí sinh trải qua hai phần thi bao gồm phần thi kể chuyện. Thí sinh kể từ 1 đến 2 câu chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở đề cương được chuẩn bị sẵn và đã được gửi về ban tổ chức hội thi. Thời gian kể chuyện không dài quá 15 phút. Qua câu chuyện, thí sinh sẽ rút ra bài học thể hiện tấm gương của Bác gắn với những điển hình, những nhân tố tiêu biểu ở địa phương đơn vị trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ở phần thi trả lời câu hỏi, thí sinh tập trung vào các nội dung xoay quanh thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạo đức của người. Thời gian trả lời câu hỏi không quá 5 phút, điểm thi tính theo thang điểm 10. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên nhân dân trên địa bàn. Thông qua hội thi, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, làm việc, làm theo ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sức lan tỏa, kết hợp nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong cộng đồng xã hội. Nhiều năm qua, bằng sự đóng góp nguồn lực của toàn xã hội, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã được giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong năm 2018, với tinh thần đoàn kết tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo và hộ cận nghèo, Ban vận động Quỹ Ngày vì người nghèo thành phố kêu gọi toàn xã hội tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo giảm bớt khó khăn. Hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo, từ tháng 8 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và 11 Ủy ban Mặt trận các xã phường đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp quỹ Ngày vì người nghèo. Tính đến nay được hơn 470 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản. Theo kế hoạch, trong năm 2018, thành phố sẽ vận động cán bộ, công nhân viên các đơn vị sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đóng góp với số tiền 1,6 tỷ đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chương trình an sinh xã hội. Trong đó tập trung vào các chương trình hỗ trợ người nghèo như xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn để mua các phương tiện sản xuất, giúp người nghèo tạo công ăn việc làm, trao học bổng. Thưa quý vị và các bạn, dịch tay chân miệng đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh thành, riêng tại địa bàn thành phố Bảo Lộc. Đến nay, ngoại trừ phường 1 chưa ghi nhận ca bệnh, 10 trên 11 phường xã còn lại, rải rác đều đã xuất hiện các ca mắc tay chân miệng. Theo báo cáo thống kê của Trung tâm Y tế, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 41 trường hợp mắc tay chân miệng, đặc biệt là thời điểm tháng 10, số ca mắc tăng cao. Tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng từ 1 tháng 10 đến 17 tháng 10 là 20 ca, chiếm 50% số ca mắc lũy kế 10 tháng. Điều này cho thấy bệnh tay chân miệng đang diễn biến khá phức tạp và cần có biện pháp xử lý, ngăn ngừa, tránh tình trạng bùng phát thành ổ dịch. Địa bàn có số ca mắc tay chân miệng cao nhất là xã Đâm Ri với 9 trường hợp, tiếp đến là Đại Lào, Lộc Nga 6 trường hợp, các địa phương khác từ 1 đến 5 trường hợp. Độ tuổi mắc tay chân miệng dao động từ 1 đến 3 tuổi do sức đề kháng của các bé còn quá yếu. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành, Trung tâm Y tế thành phố cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như tập huấn phòng chống, điều trị, xử lý khi có ca bệnh. Trung tâm Y tế thành phố khuyến cáo cộng đồng thực hiện đúng theo 6 bước mà Bộ Y tế đã khuyến cáo, như thường xuyên rửa tay với xà phòng dưới vòi nước chảy, đặc biệt là trước khi chế biến món ăn, ẵm bé trẻ, sau khi đi vệ sinh, thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt việc ăn chín, uống sôi, rửa sạch vật dụng trước khi sử dụng. Thường xuyên lau sạch đồ chơi, bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, phải đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi gần nhất. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên Phụ Nữ thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, cũng như tạo điều kiện cho chị em nghèo về con giống và phương tiện sinh kế, giúp hội viên vươn lên từng bước ổn định cuộc sống. 10 tháng năm 2018, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố phối kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp, tổ chức hơn 10 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau sạch, chè, cà phê, cây ăn quả, trồng và chuyển đổi giống dâu, nuôi tầm, nuôi cá nước ngọt, phòng bệnh gia súc gia cầm, cho hơn 400 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia học tập. Vận động nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác rau sạch Việt Ráp tại phường Lộc Tiến và vận động chị em đầu tư xây dựng nhà kính, cùng với công tác tổ chức các lớp tập huấn để chị em hội viên nắm bắt kiến thức ứng dụng và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn tổ chức hỗ trợ chị em nghèo có cơ hội,
làm ăn thông qua hoạt động trao bò giống và hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 5 hội viên phụ nữ nghèo tại phường Lộc Sơn, xã Lộc Châu, xã Đại Lào, xã Lâm Ri và hội viên phụ nữ tại phường 2 với tổng trị giá 49,1 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lộc Tiến và xã Lộc Châu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Tại lễ kỷ niệm, cán bộ hội viên phụ nữ phường Lộc Tiến đã ôn lại truyền thống 88 năm xây dựng cống hiến và trưởng thành của phụ nữ Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lộc Tiến đã vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, thực hiện cuộc vận động 503 sạch, chủ động góp phần xây dựng nông thôn mới. Các tổ phụ nữ tiết kiệm hoạt động hiệu quả, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình. Dịp này, từ nguồn quỹ hội và sự đóng góp của các mạnh thường quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lộc Tiến đã trao 30 suất học bổng cho con em hội viên phụ nữ nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, hội cũng trao tặng 4 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo sửa chữa nhà ở. Trong không khí ấm áp, thân mật của buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu, cán bộ hội viên phụ nữ xã Lộc Châu cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử hình thành và phát triển 88 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung, cũng như đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ xã Lộc Châu trong phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng đại diện các chi hội phụ nữ của xã đã cùng nhau thể hiện những tiết mục văn nghệ ca ngợi về người mẹ, người phụ nữ Việt Nam đảm đang, năng động, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình phát triển kinh tế giỏi, phương pháp tổ chức xây dựng hội vững mạnh, giải pháp phát triển thu hút hội viên, hình thức quản lý các nguồn vốn hiệu quả chặt chẽ. Qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, hội phụ nữ xã với các hội viên phụ nữ trên địa bàn đã động viên chị em tích cực trong hoạt động và phong trào hội. Trường Trung học cơ sở Quang Trung vừa tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 do Phòng Giáo dục Đào tạo Bảo Lộc phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Với chủ đề Trường học vĩ đại nhất là sách vở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức xe sách lưu động cho học sinh đọc sách ngay tại khuôn viên trường. Với hơn 2.500 bản sách, hơn 1.600 đầu sách, trong đó chủ yếu là các sách thuộc về đề tài khoa học, truyện tranh, các sách dành cho thiếu nhi với nội dung dễ đọc, dễ nhớ, các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Quang Trung đã hào hứng tham gia chương trình. Tại đây, các em đã được tiếp cận các kiến thức, tri thức của nhân loại, đồng thời hiểu được giá trị của các tác phẩm, ý nghĩa của các tác giả muốn gửi gắm trong từng đầu sách. Ngoài việc được tiếp cận môi trường thân thiện, lành mạnh, giúp các em có điều kiện giao lưu học tập, chương trình còn mang đến cho các em nhiều phần quà hấp dẫn thông qua các câu hỏi đố vui để các em có thêm kiến thức và ghi nhớ những kiến thức đã được học tập. Thông qua chương trình nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Qua đó góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thưa quý vị và các bạn, xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu hiện có hơn 1.500 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội. Phần lớn chị em đều làm nông nghiệp và nghề thêu tranh tay, nghề làm chổi, đan tre. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, hoạt động hội phụ nữ hỗ trợ phát triển kinh tế luôn được hội quan tâm thực hiện. Hàng năm, hội rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của hội, như phối hợp hỗ trợ chị em vay vốn, giúp cây giống, con giống cũng như tranh thủ khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ ngân hàng chính sách xã hội, các nguồn huy động từ đóng góp tiết kiệm của hội viên phụ nữ. Đến nay, hội và các chi tổ hội đã khai thác quản lý gần 18 tỷ đồng cho phụ nữ vay để phát triển sản xuất, góp phần giúp đỡ hàng ngàn lượt hội viên vay vốn giải quyết việc làm ổn định đời sống.
Cùng với các hoạt động trên, trong đợt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ năm nay, từ nguồn quỹ hội và sự đóng góp của hội viên, các mạnh thường quân Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức ra mắt mô hình giúp phụ nữ nghèo thông qua hoạt động khởi nghiệp, giúp con giống để phát triển kinh tế gia đình. Mô hình đã hỗ trợ đàn gà ta cho 6 hội viên nghèo tại các chi hội, mỗi hộ gần 100 con để chăn nuôi sản xuất. Là một trong 6 hội viên phụ nữ nghèo được nhận đàn gà ta về nuôi, chị Lã Thị Duyên thôn Tân Bình rất vui mừng và cảm động vì từ nay gia đình chị có thêm nguồn sinh kế. Tôi và bên hội phụ nữ ở thôn Tân Bình, tôi nhận được cái số gà này cũng đều là khó khăn mà giờ lấy được số gà này cũng mừng. Để cho nhiều chị em này sau này còn được cũng nhận phần quà như tôi để phát triển kinh tế gia đình nhiều hơn. Cùng chung cảm xúc khi được hỗ trợ con giống để khởi nghiệp, hội viên Vũ Thị Lan thôn 1 xã Lộc Châu cũng không giấu được sự vui mừng cảm động trước tấm lòng, sự sẻ chia của chị em phụ nữ xã Lộc Châu dành cho gia đình mình. Tôi cũng cảm ơn phụ xã là cho gia đình nhà tôi được con vốn về tôi chăn nuôi. Thì trước hết là để kinh tế chúng tôi sẽ phát triển rồi tiền học hành cho con cái. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Lộc Châu luôn xác định giảm nghèo là vấn đề quan trọng, là đòn bẩy tạo sự thành công cho các phong trào khác. Bởi vậy, việc nâng cao thu nhập cho chị em luôn được hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp hội viên tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no và từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới thì phụ nữ sẽ xây dựng cái mô hình đó là mô hình cũng là cái mô hình giúp phụ nữ nghèo là tại ở thôn Ánh Mai 1, là cũng là giúp cho một số chị phụ nữ nghèo ở dưới đó là hiện đang thiếu các cái nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Và một số chị là thiếu cái tay nghề thì là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ phối hợp với các cấp ngành để tạo điều kiện và mở các lớp dạy nghề cho các chị và tạo việc làm cho các chị trong khả năng có thể được. Tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với nguồn vốn, giống, việc làm, khoa học kỹ thuật là những hoạt động thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu đã và đang làm trong nhiều năm qua. Mặc dù vẫn còn những khó khăn song với những hoạt động hỗ trợ tích cực cho phụ nữ phát triển kinh tế của hội, đời sống của phụ nữ nơi đây ngày càng khởi sắc cải thiện. Từ đó, hội viên tích cực tham gia phong trào, phụ nữ xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.